Ông Hiếu xin kính chào quý khán giả, quý nhà nông đang đến với chương trình dự báo thời tiết thủy văn được phát định kỳ vào lúc 19 giờ tối thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube An Phước Đông Càng Trái. Kính thưa quý anh quý chú thân mến, trong tuần qua thì nhìn chung là thời tiết khu vực miền Nam và miền Bắc có sự khác biệt rõ rệt. Ở miền Bắc thì điển hình là khu vực miền núi phía Bắc thì có lúc người ta À, đánh giá được là nó dưới không độ C và một số khu vực khác thì đang bị ảnh hưởng bởi rét đậm rét hại rất là nhiều. riêng khu vực Nam Bộ của chúng ta, khu vực miền Đông Tây Nguyên hoặc là khu vực miền Tây đó thì quanh quý chú chúng ta thấy là ban ngày thì còn những cái khoảng nắng và có lúc thì nắng rất là dữ. Ban đêm mặc dù nhiệt độ hạ thấp. À, tuy nhiên thì uh, ghi nhận vẫn chưa có nơi nào dưới 18 độ C ha bà con ha à, Như vậy thì thời tiết tuần này và đầu tuần tới sẽ có chuyển biến như thế nào Trọng Hiếu kính mời quý anh quý chú chúng ta sẽ cùng gặp gỡ vị chuyên gia quen thuộc Thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp à, Chào Vân, Trọng Hiếu cùng quý khán giả xin chào cô Điệp ạ à. à, Kính thưa bà con nông dân và các bạn nghe đài Kính thưa cô Điệp thân bến à, Ngay sau đây thì Trọng Hiếu kính mời cô sẽ có những thông tin thời tiết dự báo À, khoảng ngày từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 năm 2024 à, không biết là nó sẽ có chuyển biến như thế nào ạ à, còn đối với khu vực các cái tỉnh Nam Bộ trong khoảng thời gian này thì ở rìa phía Tây Nam của lưỡi áp cao lạnh là đông cho nên là thời tiết ở các cái tỉnh miền Đông cũng như là miền Tây khá là ổn định chủ yếu là mây thay đổi đêm thì là không mưa sáng sớm thì có cái mù nhẹ và tăng dần đến trưa trưa chiều thì là trời nắng riêng miền đông thì là có nơi nắng nóng cái nhiệt độ trong ngày trên toàn cái khu vực sẽ phổ biến ở mức là từ 32 đến 34 độ. riêng cái khu vực miền đông thì là ở cái mức là từ 34 cho đến 35 độ. và đối với cái khu vực như là Phước Long, Đồng Phú thuộc tỉnh Bình Phước và Biên Hòa thuộc tỉnh Đồng Nai thì có thể là sẽ dao động ở mức là từ 35 độ đến trên 35 độ. trời thì là sẽ khá là ôi bức vào giữa trưa tiết trời thì là khô hanh do đó mà bà con cũng cần đề phòng cái nguy cơ cháy nổ xảy ra bên cạnh đó thì bà con cũng nên hạn chế ở ngoài trời nắng nóng quá lâu để đề phòng cái sai nắng cũng như là độc quỵ xảy ra còn ban đêm thì cái nhiệt độ sẽ dao động ở mức là từ 22 đến 25 độ riêng cái phía bắc miền đông thì là ở cái mức là từ 19 cho đến 21 độ à chào vân trọng hiếu cảm ơn cô điệp rất là nhiều như vậy thì à, thời tiết giữa tuần tương đối ổn định với những khoảng nắng à, sáng sớm thì có sương mù nhẹ à, riêng khu vực miền đông tây nguyên thì tiếp tục à, quên quý chú chúng ta lưu ý tình trạng nắng nóng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến à, sức khỏe vườn cây ha thì ở phần lưu ý canh tác thì trọng hiếu sẽ có những cái à, gạch đầu dòng chi tiết hơn gửi đến quên quý chú mình sau đây kính mời thạc sĩ huỳnh thị ngọc điệp tiếp tục thông tin đến quên quý chú chúng ta tình hình thời tiết cuối và đầu tuần tới, tức khoảng ngày 3 đến ngày 6 tháng 2 năm 2024, xin kính mời cô. Trong thời kỳ này thì khu vực các cái tỉnh Nam Bộ sẽ chịu ảnh hưởng bởi không khí lạnh khuếch tán về phía Nam, kết hợp với cái hội tù gió trên cao hình thành, cho nên trời sẽ nhiều mây hơn và có cái mưa xuất hiện ở cái diện là vài nơi. Những cái cơn mưa trái mùa này xuất hiện cái thời gian mưa vào chiều tối cũng như đêm về sáng sớm. À, tập trung vào những cái ngày cuối tuần còn đến những ngày đầu tuần tới thì những cái cơn mưa này cũng không còn ngày thì nắng cái thời gian nắng thì cũng sẽ kéo dài từ sáng sớm đến tận chiều tối do đó mà cái nhiệt độ trong ngày có thể sẽ tăng lên từ 1 cho đến 2 độ cái nhiệt độ cao nhất trong ngày trên toàn khu vực sẽ phổ biến ở mức là từ 33 cho đến 36 độ. Riêng cái khu vực miền đông thì có nơi sẽ trên 36 độ. Còn ban đêm sẽ dao động ở mức là từ 22 đến 26 độ. Kính thưa quý khán giả, à, quý nhà nông thân mến như vậy thì đến cuối tuần thời tiết có chút chuyển bình bằng những cơn mưa trái mùa cục bộ à, tuy nhiên thì nó cũng không có nhiều lắm à, qua đầu tuần thì nắng sẽ trở lại với một cái cường độ nó mạnh hơn dài hơn và theo dự báo thì nắng từ sáng sớm đến chiều tối luôn nha bà con ha, ha? À, như vậy thì chúng ta cần phải có cái đánh giá và mình đưa ra cái biện pháp canh tác cho nó hợp lý à, chẳng hạn những khu vực bị nắng nóng thì quên quý chú chúng ta lưu ý là mình sẽ tưới nước đủ cho vườn cây à, những cái vườn sầu riêng trong giai đoạn này nếu như các anh quý chú chúng ta đang giai đoạn tạo mầm thì mình vẫn có thể tưới nước tuy nhiên thì mình sẽ tưới với một cái mật độ là khoảng 7 ngày thì mình sẽ nhấp nước một lần à, nhấp ở đây là chúng ta sẽ nhấp đủ ẩm thôi ha bà con ha để hạn chế cái tình trạng là nó bị thiếu nước à, quá nhiều dẫn đến là nó bị rụng lá cội và cháy lá mùa khô thì gần đây cái tình trạng này Trọng hiếu ghi nhận à, được rất là nhiều và trong giai đoạn sắp tới hứa với quan quý chú mình luôn là tình trạng này nó sẽ diễn ra khá là phổ biến do đó là chúng ta phải có một cái sự à, chuẩn bị để đảm bảo là cái vườn cây của chúng ta nó sẽ khỏe trước khi xảy ra cái tình trạng đó ở phần tiếp theo trong hiếu kính mời thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp sẽ thông tin đến quan quý chú mình tình hình thủy văn giai đoạn sắp tới về mực nước ở đầu nguồn sông Của Long trong tuần thì là biến đổi chậm theo triều Đến ngày 2 tây tháng 2 thì cái mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở cái mức là 1m35 còn tại châu đốc thì ở cái mức là một m năm mươi lăm còn mực nước ở các cái trạm trên các cái sông miền tây nam bộ sẽ xuống chậm đến giữa tuần sau đó thì lên lại đến cuối tuần còn cái chân triều tại các cái trạm thì sẽ xuất hiện vào những ngày cuối tuần ở cái mức là sấp xỉ và thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái từ 0,05 cho đến 0,2 m riêng cái trạm Phụng Hiệp, Cần Thơ và Mỹ Tho thì sẽ cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái ở cái mức là từ 0,2 cho đến 0,4 mét còn đối với cái độ mặn trong tầng thì cái diễn biến độ mặn sẽ còn tiếp tục và duy trì và cái độ mặn thì sẽ lấn sâu vào trong cái khu vực đất liền có nơi đã trên 62 km do đó mà bà con cũng cần thường xuyên cập nhật các thông tin về dự báo khí tượng thủy văn để mà bà con có thể là chủ động trong cái sản xuất cũng như là bên cạnh đó thì bà con cũng cần thường xuyên cái kiểm tra cái độ mặn trước khi bơm vào ruộng cũng như là kiểm tra tu sửa cái gia cố bờ bao để mà chúng ta trước khi bơm vào ruộng để tích trữ lượng nước ngọt tiết kiệm hợp lý và kịp thời kính chào bà con nông dân và các bạn nghe đài cảm ơn thạc sĩ huỳnh thị ngọc điệp với những thông tin về tình hình thủy văn cũng như là xâm nhập mặn à, theo như cô dự báo thì quen quý chú chúng ta thấy là chân triều năm nay có xu hướng là sẽ từ bằng đến thấp hơn cùng kỳ nhiều năm à, nó kéo theo là xâm nhập mặn ảnh hưởng rất lớn tới các ruộng lúa vườn cây của quen quý chú mình à, xâm nhập mặn lấn sâu vào đất liền đây là một cái khoảng cách khá là e ngại do đó là quen quý chú chúng ta À, cần phải làm bờ bao thiệt là kỹ để mình trữ cái lượng nước ngọt nè à, bên cạnh đó thì cũng phải áp dụng một số cái biện pháp canh tác chẳng hạn như là chúng ta có thể sử dụng cái thạch cao bà con thì thạch cao là một trong những cái chất mà nó giúp cho cây trồng của chúng ta nó À, giống như là nó rửa cái mặn cũng như là hạn chế cái ảnh hưởng của mặn đối với cây sầu riêng của mình và nếu như khu vực nào anh chú chúng ta không tìm được cái thạch cao đó thì mình có thể sử dụng cái vôi đá hoặc là cái vôi bột thì mình rải lên trên vườn thì nó đều có cái hiệu quả là hạn chế ảnh hưởng của mặn bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần có một số cái à, biện pháp quản lý hạn chế cái à, tình trạng ảnh hưởng này À, bằng cách là chúng ta bổ sung những cái chất điều hòa sinh trưởng hoặc là bổ sung đầy đủ cái hàm lượng à, nguyên tố dinh dưỡng canxi để giúp cho cây trồng của chúng ta có thể chống chịu tốt với cái điều kiện à, hạn mặn thiếu nước sắp tới. Sau đây là một số lưu ý canh tác Trọng hiếu sẽ gửi đến quen của chú mình. À, thứ nhất á là giai đoạn hiện tại và giai đoạn sắp tới thì nắng nóng, đây là một cái điều kiện rất là thích hợp cho những đối tượng côn trùng gây hại phát triển, chẳng hạn như là rầy xanh nè. À, khu vực miền đông tây nguyên thì anh chú chúng ta nên lưu ý. À, thật là kỹ đối với đối tượng nhận đỏ nhận bạc vân vân thì sắp tới trọng hiếu sẽ có một cái video clip à, riêng về đối tượng này để chia sẻ đến quên quý chú mình à, thứ hai đó là mình phải lưu ý à, thật là kỹ tới đối tượng trái lá mùa khô và rụng lá cội thì à, trong cái điều kiện mà nắng nóng rất là nhiều và quên quý chú chúng ta thấy là một số vườn sầu riêng chúng ta tạo mầm trong giai đoạn này nữa thì mình cắt nước làm cho cây sầu riêng nó bị quá stress quá thiếu nước khô hạn thì dẫn đến tình trạng là lá bị rụng và ở trên lá nó sẽ có biểu hiện cháy và nếu như cháy do nắng cháy do mùa khô này đó thì một số anh chú chúng ta có thể lưu ý là cái hướng cháy của nó là hướng mặt trời lặn có nghĩa là hướng nó hứng cái ánh nắng chiều thì đây là một cái ánh nắng nó chứa cái tia uv rất là cao cũng như là cái nhiệt độ rất là cao thì khi phát hiện trên vườn của chúng ta trái biểu hiện giống như mà trọng hiếu chia sẻ thì mình à, áp dụng cái biện pháp là mình tưới cho cây của chúng ta nó đủ nước nè à, bên cạnh đó thì mình phun cái brasilolai và cái canxi để giúp cho cây trồng của chúng ta hạn chế cái tình trạng rụng lá cội cũng như là cháy lá mùa khô ha bà con ha à, và đối với những vườn tạo mầm thì chúng ta tưới nước 7 ngày một lần với cái mật cái à, cái độ lượng là nó hơi ẩm ẩm thôi ha bà con ha riêng đối với những vườn mà chúng ta đang tạo mầm quên của chú mình thấy cây nó bị xào quá chúng ta nhón chúng ta tưới nước nhiều vô thì chắc chắn cái lượng mầm của chúng ta nó ra sẽ không có đủ và nếu như ra đủ thì nó cũng sẽ không đồng đều ha à, và trên vườn của quên của chú chúng ta à, khi mà gặp những cái tình huống gì đó mà hồi đó tới giờ mình chưa biết và mình chưa có biện pháp xử lý thì có thể liên hệ trực tiếp với anh em thì cái đó trọng hiếu cùng với anh em ban biên tập sẽ có hướng xử lý gửi đến quên của chú mình à, cái lưu ý thứ ba trọng hiếu muốn nhắn gửi đến quên của chú chúng ta là phải chống sóc cho cây À, bằng cách là tưới nước nè phun xương thì à, à, quên quý chú chúng ta biết đó à, riêng giai đoạn này thì nắng nóng rất là dữ và theo như dự báo ở phần trên thì vào cuối tuần sẽ có mưa do đó là anh chú chúng ta phải tưới nước đủ vào giai đoạn này để làm chi để cho cái cây của chúng ta quen đặc biệt là những cái vườn đang mang bông nè mang trái nè khi mà nó quen nước rồi đó có mưa trái mùa xuống thì nó sẽ không có bị sốc và nó hạn chế được cái tình trạng là bị à, rụng trái rất là nhiều à, bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể áp dụng cái biện pháp như là mình bón thêm cái kali canxi bo ở bên dưới gốc nè hoặc là mình phun cái bộ ba chống rụng ở bên trên để hạn chế cái tình trạng rụng do sốc à, rụng do cái yếu tố thời tiết gây ra ha bà con ha và cái lưu ý thứ tư là hạn chế tưới nước vào buổi chiều tối thì à, vườn này trọng hiếu lưu ý à, riêng cho quen của chú chúng ta đang à, giai đoạn mang bông và mang trái thì thời điểm này nếu như anh chú chúng ta tưới vào chiều tối đó thì cái lượng nước nó sẽ còn ở bên dưới gốc rất là nhiều và cái cây của chúng ta sẽ rút lên vào ban đêm à, nhưng mà chúng ta biết là khi về đêm đó thì cái lá cái khí khẩu ở bên trên lá nó sẽ ngưng thở có nghĩa là nó đóng cái khí khẩu lại khi đó cái lượng nước của chúng ta có hút lên nhưng mà thoát ra không được thì làm cho cái áp suất ở bên trong cây rất là cao dẫn đến tình trạng là nó ảnh hưởng tới những cái tầng rời gây rụng hàng loạt ha bà con ha. thì cái yếu tố này chắc anh chú mình đánh giá được khi mà đi thăm vườn à, đa phần là cái tình trạng rụng nó sẽ xảy ra sau một đêm. có nghĩa là trước đó thì mình không thấy rụng nhưng mà thức sáng ngày thì mình thấy nó rụng rất là nhiều. đây cái yếu tố này nó dẫn đến thứ nhất là do lạnh, thứ hai là do quen của chú chúng ta tưới nước nhiều vào chiều tối ha. và còn chúng ta lưu ý cho trồng hiếu cái yếu tố này. À, thứ năm là các vườn đang chuẩn bị tạo mầm thì lưu ý là mình phải thực hiện đầy đủ trình tự các bước để đảm bảo là vườn sầu riêng của chúng ta chuyển mầm đồng loạt Hạn chế cái tình trạng là nó ra lọt sọt Rồi à, trong quá trình mà chúng ta tạo mầm chúng ta à, để trái Thì nó xì đọt bất chợt làm cho cái vườn của chúng ta rụng thì cũng không có à, tốt lắm Nếu như anh chú chúng ta chưa có cái quy trình cụ thể Thì có thể liên hệ với à, Trọng Hiếu qua cái số điện thoại trên màn hình ha Và cái lưu ý cuối cùng đối với quen của chú chúng ta trong giai đoạn sắp tới À, thì theo như trọng hiếu dự báo à, theo như thông tin từ đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ đó thì anh chú chúng ta thấy là vào cuối tuần thì sẽ có những cơn mưa trái mùa thì cơn mưa trái mùa rớt vào những vườn giai đoạn nhạy cảm như là bông trái sẽ dễ bị rụng do đó là từ giai đoạn này anh chú chúng ta nhớ là mình đừng có à, để cho cái vườn của chúng ta khô quá mình phải à, tưới nước cho nó đủ ẩm thì khi đó lượng nước xuống cái cây của chúng ta sẽ không bị sốc nước và sẽ không bị rụng không bạn con ha và đó là sáu cái lưu ý mà trọng hiếu muốn nhắn gửi đến quen à, quý chú mình à, cuối lời thì trọng hiếu xin gửi lời à, chúc à, gửi lời cảm ơn đến thạc sĩ huỳnh tường ngọc điệp đã có những cái à, chia sẻ rất là hay trong chương trình ngày hôm nay à, và chúc cho cô có một năm mới à, thật nhiều niềm vui nè à, vui vẻ hạnh phúc sức khỏe để có thể chia sẻ đến cho quen quý chú chúng ta thật nhiều những cái thông tin à, về thời tiết hữu ích từ đó phục vụ cho quá trình cảnh tác. À, Trọng Hiếu cũng gửi lời cảm ơn đến quý anh quý chú chúng ta đã đồng hành trong suốt thời gian qua, à, đồng hành trong chương trình ngày hôm nay à, để cho chương trình ngày hôm nay được thành công tốt đẹp. À, kính thưa quý vị, chúng ta đang có mặt trong chuyên mục dự báo thời tiết thủy văn được phát định kỳ vào lúc 19 giờ tối thứ ba hàng tuần. À, xin hẹn gặp lại bà con ở chương trình kỳ tới nha.